Hello em, chào mừng em đã quay trở lại với channel Mr. T. Rồi, chúng ta lại quay trở lại với tựa game One Piece Man nha em. Và hôm nay cũng là lễ lộc nha, cũng là ngày 2 tháng 9, ngày lễ Cung Khánh. Thì bình thường mọi năm thì chúng ta lại đi chơi, đi đồ các kiểu này nọ. Nhưng mà năm nay thật sự là ở nhà anh em ạ. Thôi, ở nhà thì mình chơi game thôi. Rồi, thì anh em nào mà mới đến kênh của Mr. T, hãy để lại cho mình một đăng ký nha. Cảm ơn anh em. Rồi, chúng ta lại quay trở lại với con hạc Mr. T. Rồi, làm nhiệm vụ cho nó này mà. Đấy, sẽ coi hôm nay sẽ có cái gì nha. Rồi, thì trước tiên vô thì mình nhận thưởng các kiểu anh em ạ. Nhận thưởng cái nào? Rồi, nhận thưởng xong xem thử nâng cấp được em nào hay không. Sáng giờ chưa vào anh em ạ. Bây giờ đang là 14 giờ 43 là video cho anh em xem. Đấy, phải quay. Ngày hôm nay có quý vật tư cho nhỏ em ạ. Rồi lại tốn 20 kim cương để chúng ta lại nhận cái này. Lên 53 đúng không? Rồi, thì chúng ta sẽ nâng kỹ năng cho con Tatsumaki. Rồi lên 53. Rồi nâng cho em Kabuto luôn nè. Ok. Rồi để xem thử hôm nay có nhiệm vụ nhiệm đồ đúng không? Tiên mình sẽ làm nhiệm vụ nào. Nhận thư nữa này. Đấy, hai vé đen nha anh em, hai vé hàng giờ để quay tướng boss rồi. Đấy, anh em lại cho được một mảnh nữa anh em ạ. À, rồi nhận cái lực tặng cái lực huấn luyện đặc biệt. Nay ngày thứ tư đúng không? Ngày thứ tư mới được 20 điểm á. Rồi, level 53 nha. Chắc mai mới lên được 50. Bữa nay nó lên 54, mai lên được 55. Rồi, vào nhà chính xem để coi còn cái gì nhận hay không. Đấy, thì ở nhà chúng ta lại đánh đổi chơi game đây, chả làm gì cả. Để lọc. Nãy giờ mưa khá là to này mà, mới vừa tạnh mưa xong mới làm video. Rồi, ủy thác nha. Đấy, ủy thác này thì ngày cũng được 60 thể lực cho anh em đấy. Ui, ngày 3. Đấy, đặc biệt này. Rồi, thì thác luôn cái con hai sao này nha. Ok. Rồi, tổ chức sinh nhật nó nào. Rồi, mới vô thì để lọc mình tổ chức cho nó hết sinh nhật đi, này mình còn vé mà. Rồi, thêm một cái nữa. 20 quà luôn anh em. Nay lễ mà, mình cho anh em tổ chức sinh nhật anh em khá khá để chúng ta cùng nhận kim cương nào. Ok, đấy rương màu hồng này cũng được này. Rồi còn một rương nữa chúng ta lại đi ăn thôi. Rồi, mời. Rồi thì list sơ một số nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta phải đi khiêu chiến boss này mà, ngày nào cũng phải đi khiêu chiến boss này.
để lấy huy hiệu nha. Đấy, càng quét. Mấy nhiệm vụ này làm khá là lâu nha. Ok, theo cuối cùng phát hiện tìm bí ẩn rồi xong. Rồi đi làm nhiệm vụ huấn luyện nè, 40 à, 21 à. Đi làm nhiệm vụ hội nha. Xem thông báo này, vượt tải bot, vượt tải tình hình, vượt tải thường, đối thoại với unit. Rồi, ta sẽ đi thám hiểm. Đấy. Sách kỹ năng à. Rồi, mình sẽ đánh chính mình luôn anh em ạ. Được 48% à. Đấy, chơi game này cũng khá lâu nha em. Làm nhiệm vụ sơ sơ phải mất hết 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Rồi hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ làm hết nhiệm vụ này nha. Kill chiến bot. Rồi đánh luôn ông này đi. Đánh chưa chết à? Rồi. Ồ, tiêu chiến gì vậy ta? À, vượt ải thường à? Vượt ải thường thì chúng ta đi cái này cho nó nhanh chứ. Này tên anh rồi. Đây, hãy dừng đây. Rồi, mình sẽ đi mua thiết lập chai máy. Rồi, mua tới mức 150 nha em. Đấy, một ngày bỏ ra 800-700 kim cương để chúng ta nâng thế lực cho em nó. Đấy, đã được thưởng.
Rồi, một mảnh anh hùng Ezreal. Rồi, chỉ còn một cái nữa thôi. Cứ thả với Guinness. Để đi mua bánh quy cho em ấy ăn nào. Ok, xong. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp mùa khai giảng nào. Cái nhiệm vụ gì này? Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi săn vé quay đen nha em. Ơi, bài tập ngày 2 đánh bại Fubuki. Đâu Fubuki đâu? Đây. Này không biết hôm qua đánh rồi, không biết hôm nay nó có cho qua nhanh không nhỉ? Đấy, đi khá là nhanh nha. Chuyển lại. Cái này nó không có cho qua nhanh được. Qua nhanh được thì anh em chúng ta làm nhiệm vụ sẽ nhanh hơn đấy. Chính nè. Vượt ải bất kỳ 20 lần. Cái này chưa mở nha, chỉ có đi phòng học thôi. Ok, cái này thì lát nữa mình sẽ đi sao nha. Rồi, đọc sách này 210 đúng không? Đọc sách này. Không có gì cả, sẽ trang bị thôi. Bốn giờ này, 2 giờ, 2 giờ. Rồi, chúng ta lại tiếp tục rút anh em ạ. Cái này đã xong rồi. Đây, bỏ rút cái 6.1 này. Xem đây có rút được mấy lần đấy nhé. Ok. Mới nữa này, đấy. Úi, mã này có rồi. Rồi, kỹ năng thiên phú à, chúng ta có được 5 điểm đúng không? 5 điểm năng cái gì đây anh em? Chắc mình sẽ nâng bạo kích nha. Đấy, bạo kích cho Tatsumiki nó đánh. Ok. Đấy, đi điều tra luôn. Starman.
Đấy, khá là nhanh nha. Đấy, cái này chúng ta đi 10 lần nên khá là nhanh. Quý vị, không có chìa khóa này mà. Đang cần lắm một chìa khóa để chúng ta mở cái kho báu thần bí. Gì không có luôn. Đấy, hiện tại thiếu một cái chìa nữa mà không ra ta. Khá là buồn đấy em ạ. Ok, sự cảm thấy cứ thế thôi. Rồi, xem đi coi nhiệm vụ nhiệm đồ. Rồi, mở túi này ạ. 35 sách kỹ năng. Rồi, chúng ta lại tiếp tục nâng cảnh giới của MB vàng này lên. Cộng 9. Chính đúng không? Đấy, 180. Đấy, nâng mấy cái này lên cho nó ra skill cho nó mạnh anh em. Ta phải lên cấp 53 này. Con này thiếu 7 cái nữa em ạ, cho nên mua không? Thôi, chắc để ngày mai mình sẽ đi nha. Rồi, mình sẽ cầm quét cái này. Trên này lên nào. Không biết đủ cho em đang bóng này lên tím cộng 1 không nhỉ? Rồi hết rồi anh em ạ. Mới 19 trên 41 à. Sáu mươi chín, ok, quét thêm cái nữa nào. Thế thì chắc ngày mai sẽ lên được con Kabuto, lên được cộng 2. Và em này sẽ lên được cộng 1 nha. Rồi, hiện tại chưa có em nào nên mình thôi mình sẽ nâng em đứa này lên 42 à. Đấy, sắp lên được cộng 4 rồi. Đây, tạm thời để như thế thôi. Rồi xem cái tiệm bí ẩn nào. Tiệm bí ẩn bắn cái này tới cộng 390 kim cương à. Thôi khỏi đi nhờ. Không có mỏ để tặng luôn. Rồi đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Đấy. Lên cấp 56 à. Ok, hôm nay sẽ quét cái này đúng không? Vàng này anh em ạ. Công nghệ đúng không? Đấy.
Rồi, ra trận. Chúng ta lại đi farm vàng nữa. Đấy, nhìn con heo mà khá là cười. Mươi phần trăm ạ. Rồi chúng ta lại đi tiếp lần nữa. Heo con ơi, heo con ơi. Rồi huấn luyện nha. Đấy. Chín. Chúng ta lại đi càng quét. Rồi mình sẽ đi nâng cấp nào, nhận quyền thế nào. Chiêu mộ. Ui, con gì đây? Chiêu mộ miễn phí đã được một con tím mặt nạ ngọt ngào. Trời ơi, tưởng con gì. Rồi hôm nay có 25 vé đúng không? Chúng ta sẽ đi quét tải 25 vé này nào. Tiên là miễn phí một vé nha. Vật tư cứu hài. Này là quét 6 vé này đúng không? Rồi, nay chúng ta sẽ quét thử coi ra được cái gì nha anh em. 6 vé này. Sách nghiên cứu à. Thế sao? Không có gì hết. Thêm cái nữa. Toàn là thẻ sao thôi em ạ. Rồi và vẽ nghiên cứu rồi. Ui có được còn một cái này. Lõi thiên tài à. Hoàng đế đồng gì đúng không? Ok. Thêm lần nữa nha em. Cái miễn phí này đấy khá là ok đấy nha. Đấy, có khá là nhiều nguyên liệu nha anh em. Rồi ok, là bao nhiêu là đủ rồi. Chúng ta sẽ đi nhận thưởng đây. Huấn luyện nào, đi huấn luyện trung cấp nha. Đang có 136 đúng không anh, nhân 10 nha. Ok, ui 60 đủ nào, ui rơi. Phòng thủ à. Ui, đèn thế. Thôi lưu luôn đi. Nhân 10. Có vẻ nhân 1 ổn hơn đó nha. Nhân 1 ổn hơn nha nè. Hôm nay chúng ta đừng lên nhân 10. Coi thấy nhân 10 lại. Nhân 10 nó khá là thọt đấy. Này khó chơi nhỉ. Đấy, ví dụ như con hệ tâm linh là chúng ta phải đi năng việc công.
Chơi cái này cũng hơi tốn vàng. Đây, chúng ta lại vào phòng nghiên cứu các kiểu mình xem những cơ có gì để mình nâng nữa không nhé. Này thiếu khá là nhiều này. Đây là thử thách cốt lõi đúng không? Thích cốt lõi rồi, trước tiên mình sẽ lấy con mặt nạ ngọt ngào này nha. Này, Ezreal. Mắt chăn điện. Mình sẽ lấy con đầu búa nha em. Đây, con mắt chăn điện đi. Tắt nữa có gì mình huyễn được mà. Rồi lấy thêm một con bua bầu trời để múc đam này. Rồi, đánh cái ải đầu tiên tức nè. Đấy, đánh vài lượt là nó sẽ cho chúng ta chiêu mộ tiếp tục. Đây, cái này có bỏ qua được này. Khá là ổn nha. Đấy. Đấy, có triệu hồi nữa này. Xem coi có tướng gì mới không. Không có con nào nữa mà. Rồi, cứ chọn đại mấy con này để chúng ta đi đánh ải cho nó nhanh nha. Đổi khá là nhiều, thôi tạm thời mình cứ đi thôi. Cái ả này cũng tương đối dễ nên cũng không có gì. Rồi, ả thứ ba. Đây, có tạo mới đó này, có chiêu mộ mới đó này. Đây, lấy con mặt nạ mặt ngọt. Ok, chúng ta lại tiếp tục đi ả ba. Tiếp tế đấy, mở được một cái chip gen. Ok, tiếp tục chúng ta lại đi chiêu mộ nha. Chung là nãy giờ đi chưa có được tướng nào ngon hết anh em ạ. Rồi, đây là ải thứ 45 gì đấy, xem thì chúng ta sẽ đi được mấy ải nha. Thất bại luôn kìa. Đấy, sắp lại được hình ạ. Sao con này có thể thua được nhỉ? Ủa, mấy ai bốn mà. Đây, đánh lại đi nha anh em. Chắc lần này chúng ta sẽ đánh tay đi nhỉ? Thank you.
Rồi, cùng 3-3. Không đánh lại rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ đánh con khác nào. Chúng ta sẽ thay em nào mới vào ta. Rồi, hôm nay mình sẽ đánh tay cho nó qua nha. Tự nhiên mới tới A4 chúng ta lại thua thì khá là kỳ nha em ạ. Đấy, lần này mình sẽ đánh con mũi cho nó chết trước cho anh em. Đấy, đập con mũi nào cho nó khỏi búp. Đấy, đánh thủ công là qua ngay. Làm mấy tưởng A4 mà chúng ta lại thua thì khá là nhục nhã đấy nha. Rồi, có tướng nào xịn hơn không? Úi giời, không có luôn rồi. Bắt học Funo. Hôm nay nó ron, nó cho mấy con tướng khá là cùi đấy nữa. Ui, còn một bánh nữa ra được con Venus rồi đấy bạn. Ok, lại tiếp tục viên tiếp mới nào. Đây, cho con này lên để chúng ta có một cái độ đẹp nha. Ui, trận này lại thua. Là phải ngồi đi đánh tay đó em ạ. Rồi xem thế nào, bỏ đi. Đấy, đập con tiến sĩ ngay trước nè. Chết nhanh thế. Để chúng ta lại đánh con tiến sĩ này cho chết trước. Chưa chết đâu. Ok, này thì chết chứ. Ui,
Rồi, 3 đánh với 3. Ý, sắp chết rồi. Khó nha. Rồi thì chắc video hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Đấy thì chắc lát nữa mình sẽ nghiên cứu đưa mình đi anh em ạ. Đây anh em đi khá là nhiều, nhắc đi tới ả 14. Ok, lát nữa mình sẽ nghiên cứu mình đi. Đấy thì lễ nghỉ dịch thì anh em chúng ta chơi game thôi. Nhà chơi game cẩn thận anh em ạ. Chúng ta nhận thưởng nè. Rồi, anh em nào mà vừa mới đến kênh của Mr. T thì hãy để lại cho mình một đăng ký nha, để mình sẽ ra những cái clip sau để cho anh em xem. Rồi, chào tạm biệt anh em.